Dan Taylor chốt địa điểm tái đấu Tyson Fury để phân định thắng bại. Dan Thay Welder cho biết, hiện tại anh không muốn đối đầu với Anthony Joshua ngay. Điều duy nhất lúc này là Welder quan tâm là một trận tái đấu với Tyson Fury tổ chức ở Las Vegas càng sớm càng tốt. Nhà vô địch người Mỹ đã bảo vệ thành công chiếc đai vô địch WBC heavyweight vào tháng trước, trước Tyson Fury sau 12 hiệp đấu đầy hấp dẫn và kết thúc với kết quả hòa nhiều người vẫn tin rằng Fury mới là người kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng mặc dù Wilder đã đánh ngã Fury hai lần. Đáng lẽ với trận thắng trước Fury, Wilder sẽ ngay lập tức lên kế hoạch đối đầu với Anthony Joshua. Nhưng không, Wilder lại muốn một trận tài đấu với Fury. Tôi đã sẵn sàng, tôi có thể đấu lại bất cứ lúc nào. Wilder trả lời phóng viên. Mục tiêu bây giờ vẫn là Tyson Fury, tôi sẽ cho nhấy một cơ hội tài đấu hãy quyết định càng sớm càng tốt. Anh ấy đã tỉnh giấc từ địa ngục sau cú đấm đó. Tôi sẽ cho anh ta ngủ một giấc nữa. Tôi đang cân nhắc tổ chức trận tài đấu tại Las Vegas. New York cũng là một địa điểm được hứa hẹn. Vegas sẽ là một sân khấu lớn. Tất cả mọi sự chú ý trên thế giới đều dồn về đó. Vegas là một nơi cực kỳ tuyệt vời. Để xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng điều chắc chắn là tôi với anh ấy sẽ tái đấu. Fury cũng xứng đáng cho một trận tái đấu, một lần và mãi mãi. Ai mới là kẻ chiến thắng, mỗi người có một ý kiến riêng và tôi tôn trọng điều đó. Điều đó sẽ một phần làm cho kế hoạch thống nhất đai vô địch hạng nặng của Joshua tại Wembley vào tháng 4 có thể diễn ra trễ hơn dự kiến. Nhưng Wilder cho biết anh cũng sẽ sớm sắp xếp trận đấu. Trận đấu sẽ diễn ra, đó là trận đấu không ai có thể tránh khỏi. Nếu không thì cả hạng nặng của boxing thế giới chẳng khác gì một trò đùa cả. Wilder nhấn mạnh. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nguyên nhân Tyson Fury hòa tiếc nuối trước Deontay Wilder. Trận đấu nóng nhất hạng nặng đã kết thúc với kết quả hòa không đồng thuận, như vậy cũng đủ để nói lên trận đấu đã sát sao và kịch tính như thế nào. Tyson Fury bước vào trận đấu với sự áp đảo về mọi mặt, liên tục đưa ra những series đòn 1-2 chính xác. Tuy nhiên vào những hiệp cuối, khi thể lực đã vơi bớt, thì lúc này sức mạnh của thay Wilder mới trở nên thực sự đáng sợ. Hai cú knockdown ở hiệp 9 và hiệp 12 tưởng chừng như đã kết thúc trận đấu. Dù phải lạnh những cú đánh trời giáng như vậy, ngay lập tức sau đó, Tyson Fury đã vực dậy mạnh mẽ và nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Nhưng có lẽ sự xuất sắc đó không đủ cho các giám khảo. Tyson Fury đã mất đi cơ hội quay lại ngôi vương bởi kết quả hòa không đồng thuận. Giá như những sự bùng nổ của Wilder ở những phút cuối không khiến cho Tyson Fury phải ngã xuống như vậy, có lẽ kết quả đã khác. Tyson Fury đã chọn một chiến thuật thi đấu xuất sắc trước Dan Wilder. Anh chọn lối đánh giữ khoảng cách, đồng thời khiêu khích Dan Wilder đánh power shot. Fury biết rằng Wilder thi đấu dựa nhiều vào sức mạnh, tốc độ, thể lực và sự bùng nổ. Nếu như để Dan Wilder duy trì được thể lực sung mãn, chắc chắn Fury sẽ thất bại. Dù đã có một chiến thuật xuất sắc như thế, lối thi đấu hoang dã ngẫu hứng của Dan Wilder cũng đã khiến cho Tyson Fury phải gặp rắc rối. Tyson Fury giỏi bắt bài người khác, nhưng Dan Thaigerder cũng không phải một kẻ đánh theo bài vở. Dù sao cả Dan Thaigerder và Tyson Fury cũng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời. Mặc cho kết quả như thế nào đi nữa, đây vẫn là một trận đấu tiêu biểu điển hình cho những lối đánh đối lập. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua có 5 đối thủ cho trận kinh điển sắp tới. Ông bầu Eddie Hearn đã đề cập đến 5 đối thủ tiềm năng cho Anthony Joshua vào tháng 4 tới, với hai trong số họ là những cái tên khá sốc. Cái tên đầu tiên cho cuộc đối đầu là cựu siêu hạng nặng siêu trung và cũng là ông vua hạng dưới nặng một thời Eddie Wack. Cùng với đó là đối thủ của Joshua, Vladimir Kilisko. Bất cứ ai chiến thắng trong trận đấu giữa Dylan White và Derek Chirosa là sự lựa chọn hiển nhiên. Đen thay Wilder cũng sẽ tạo nên các trận đấu kịch tính với Joshua. Tiềm năng để Wack đối đầu với Joshua vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù võ sĩ người Mỹ liên tục được gọi tên để thi đấu trong thời gian gần đây, Wack đã thông báo gác kiếm lui về kể từ sau trận đấu với Sergey Kovalev. Đối với Kilisko, một trận tài đấu 2 năm kể từ trận siêu kinh điển của họ năm 2017 cũng không nằm ngoài dự đoán theo Hia tiết lộ. Mọi người nói về Andy Quark, Vladimir Kilisko, ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng bạn không nên đặt những tay đấm ra sau khỏi cuộc chiến. Đó là Dan Welder hay Dylan White, mặc dù anh ấy sẽ có một cuộc chiến rất khó với Derek Chirosa. Chisora và Haye thì lại nghĩ rằng họ sẽ đánh bại Dylan White để chiến đấu với Anthony Joshua. Hia nói với tờ Skypod. Brian Burton nói, không phải Vladimir Kilisko, và Vladimir nói, đừng nói về tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Có thể vào tháng 4, Vladimir Kilisko sẽ đối đầu với Anthony Joshua, ai mà biết được, đúng không? Đó sẽ là gì? Hai năm kể từ cuộc chiến lịch sử đầu tiên của họ, một trong những trận đấu hạng nặng hay nhất mọi thời đại, chúng ta sẽ được chứng kiến nó đấy. Trước trận đấu của Wilder và Tyson Fury, Hia nói rằng Joshua sẽ theo dõi trên kênh truyền hình, chứ không có dự khán trận đấu. Chúng tôi đã có chương trình của chúng tôi ở Ý vào tháng 6 tới, và Anthony Joshua sẽ ra mắt vào thứ ba để quay phim tại Mỹ. Hia giải thích. Anh ấy cũng sẽ có mặt tại trận đấu của Canelo và Dan Jess, và anh ấy sẽ làm mọi thứ để truyền thông cho trận đấu đó. Liệu anh ấy sẽ theo dõi trận đấu chứ? Có lẽ là có. Và anh ấy chỉ tập trung cho Dan Thigh Wilder. Nếu Gauder đánh bại Fury thì quả bom đồng sẽ trở thành võ sĩ hạng nặng số 1 trên hành tinh. Đó là chiến công không ai nghĩ đến từ 12 tháng trước và nó chỉ trở thành hiện thực do màn trở lại ngoạn mục của Fury. Và Anthony Joshua cũng công nhận ở vị trí số 2 ở nội dung hạng nặng, mặc dù anh nắm giữ nhiều đai vô địch thế giới. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Huyền thoại Leonard Lewis đã xoáy Anthony Joshua vì gạ gẫm Wilder và Tyson Fury. Huyền thoại Leonard Lewis vừa gửi lời đến Anthony Joshua. Có lẽ việc ông ỏng eo cả Tyson Fury và đen thay Wilder đã khiến Anthony Joshua gây ác cảm với Leonard Lewis. Leonard Lewis, một trong những tay đấm vĩ đại của làng quyền Anh đã trả lời trên tờ Boxing Screen. Joshua có thể đồng đảnh, giờ cậu ta là nhà vô địch kia mà cậu ta còn bảo không muốn đấu với Fury trong vài năm tới kia mà. Josh, giờ muốn dạo chơi kiếm tiền thôi, tôi nghĩ đó sẽ là một cú trượt dài cho cậu ấy. Cậu ấy phải leo lên cao, cậu ấy không thể ở mãi sau hậu trường được. Nếu cậu muốn làm nhà vô địch, cậu hãy hành xử như một nhà vô địch. Anthony Joshua đã có 22 trận bất bại và đã giành được 3 chức vô địch quan trọng trong boxing nhà nghề, IBF, WBA, WBO. Vừa qua, Joshua lại có một chiến thắng knock trước Povetkin. Hiện Joshua cho biết, anh sẽ trở lại vào ngày 13 tháng 4 năm tới cho một đối thủ chưa xác định. Wilder, đương kim vô địch hạng WBC có vẻ như là một đối thủ thích hợp cho Anthony Joshua. Tuy nhiên trước mắt, Wilder sẽ phải xử lý xong trận đấu với Tyson Fury. Đây là một trận đấu khó đoán mà ngay cả Leonard Lewis cũng phải nhận định rằng ông không lường trước nổi tình huống của trận đấu. Dan Wilder đang là một võ sĩ bất bại. Thành tích của anh đến 40 trận thắng và 39 trận knockout. Đây là một con số đáng nể. Thành tích này thậm chí còn vượt mặt cả thành tích knockout trước đó của Mike Tyson là 36 trận bất bại và 32 trận knockout. Theo như Leonard Lewis, Wilder là một dạng đối thủ khác. Glisco đã không lường được rằng Tyson Fury là một gã nhanh nhẹn và khó đoán. Còn Wilder, anh đã lường trước được Fury và tôi nghĩ đen thay có tương kế tựu kế với Fury. Đen thay Welder rất mạnh, rất lực. Bất cứ khi nào cậu ấy đánh chúng sẽ có chuyện xảy ra. Nếu như cậu ấy không thể đánh ngã được Fury, cậu ấy sẽ phải lo về điểm số trước Tyson Fury. Đây là một trận đấu thực sự khó đoán. Ai chiến thắng trận này đều sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm cho trận đấu tiếp theo của họ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.